Đây là Sony ZV-M10 và đây là Sony A6007. Hôm nay thì mình sẽ làm bài so sánh nhanh về khoảng quay phim của hai chiếc máy này. Nếu mà so sánh thì thật sự ra là quá khập khiễng luôn đúng không? Tại vì cái Sony A6007 nó có giá gấp 2.4 lần so với Sony ZV-M10 này. Tuy nhiên thì cái bài so sánh này mình muốn cho các bạn biết là nó có sự chênh lệch quá nhiều hay là không. Ok, hãy xem hết clip này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ so sánh về rolling shutter. Cả hai máy mình đĩa là 4K 30 hình trên 1 giây và cùng quay là 8 bit màu. Sony ZV-M10 thì mình đang chọn cái lens là 20mm, còn Sony A6007 mình chọn là 24mm. Hai tiêu cự này thì nó không chênh lệch nhau quá nhiều, nhưng mà trên Sony ZV-M10 khi các bạn quay 4K mà các bạn bật chung rung nữa thì bị crop rất là nhiều. Nên cái tiêu cự 20mm khi mà lắp trên Sony ZV-M10 này nó còn hẹp hơn cả là A6007 lắp cái 24mm này. Tại vì A6007 khi các bạn quay 4K nó không bị crop. Trời ơi, nhìn vào là thấy là Sony ZV-M10 nó rolling shutter nặng luôn, còn Sony A6007 khá là tốt nha. Rõ ràng là cái rolling shutter trên Sony ZV-M10 nó rất là tệ luôn nha các bạn, còn Sony A6007 là rất là tốt. Và bây giờ là bài so sánh ISO của hai chiếc máy nha. Mình sẽ sử dụng Sony ZV-M10 trước. Mình đang quay là 4K 30 hình trên 1 giây và quay là S-Log3 8 bit màu nha. Nó chỉ được 8 bit màu thôi. 2000 2500 3200 4000 5000 5000 là bắt đầu thấy nhiễu rồi đó. 6400 8000 10000 10000 nó bắt đầu là thấy biến đổi màu sắc rồi. 12800 nồi rồi đó, nồi nhiều rồi. 16000 20.000 25.600 25.600 thì nó nát bét rồi. 32.000 trên Sony ZV-M10 thì maximum nó là 32.000 nha. 2.000 2.500 32 4.000 5.000 6.400 8.000 10.000 12.800 12.800 nhìn vẫn còn đẹp nha. 16.000 20.000 25.600 cái này thì bắt đầu nhiễu nè. Và đây là 32.000. Phía trên mình là Sony A6007 và phía dưới mình là Sony ZV-M10. Rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau quay vài thuộc từ hai chiếc máy này nha. Thì Sony A6007 thì mình sẽ quay 10 bit màu. Và trên Sony ZV-M10 mình sẽ quay 8 bit màu. Mình sẽ cho mọi người thấy được là sự khác biệt giữa 8 bit màu và 10 bit màu nó sẽ như thế nào, cũng như là bitrate lớn hơn thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì. Cả hai máy mình sẽ quay là S-Log3 luôn nha. Bắt đầu.